Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần đây, mình đến từ trái cây Quý Mộc. Hôm nay đang về vườn ở nhà, hôm nay có mấy quả mít đấy đang chín, đang già rồi đây, rất là nhiều. Để mình xem, đưa cho các bạn xem nha. Đây là mít vườn nhà, cái quả trên này nó đã nở gai nên là sẽ hái. Quả này thì nó chưa, cái này phải một thời gian nữa. Nhìn quả mít nó nở gai này, các bạn nhìn thấy không? Cái gai nó nở to như vậy thì nó đã già rồi, hái xuống thì để vài hôm nữa là nó sẽ chín. Đây bà ngoại, đây là bà ngoại. Chào bà ngoại nha. Ôi giời. Bà ngoại giỏi lắm. Đây là kỹ sư dệt, kỹ sư dệt học ở đại học dệt Moscow cách đây mấy chục năm rồi. Giờ về hưu. Bà hái mít hay lắm. Đây là bà có cái cọng dây này, bà có cọng dây lên để bà hái. Rồi bà hái đi bà. Rồi các bạn con mới rơi nha. Bà ngoại hái gai lắm chứ mình không biết hái. Má để cái tay lắm á. Cái tay để bên kia. Để nó rớt xuống tay. Đấy, bà ngoại hái quả mít thế hay chưa? Bà ngoại dòng dây xuống nè, thấy không? Không có bị rớt đi, quả mít nó xuống nó không bị dập, hay chưa? Quá hay luôn.